tự nhiên có một vài anh em đồng nghiệp diễn chung sân khấu nói Tiên thấy kỳ lắm nha, có phải vậy 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 không? Các em không nghĩ á, thấy một cái thân kỳ lắm nha, nhưng nó thích ông hay sao á. Tôi nói cho ông nghe nha, nó còn nhỏ, nó còn đi học á, ông đừng có tầm bậy tầm bạ nha. Dạ, chào cô. Chúng tôi xin chào anh Vi Cá. À, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho Quách Lục Tiên xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Chào chị Vân, chào anh Mr. Bean. Mình là Quách Lục Tiên, còn đây là Hồ Thảo Hân, là bà xã của Tiên. Một vạn khán giả hỏi tôi rằng, anh ơi, anh có biết tuổi của anh Ngọc Tiên không? Trời ơi, nếu mà em không nói là người ta đón em là như 20 hoặc là 50-60 đó. Trời ơi. Ờ, phải nói. Quách Lục Tiên hiện tại thì sanh chính xác là ngày 2 tháng 4 năm 1984. Mời em. Chào quý vị khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Thảo Hân, năm nay em 20 tuổi. Trời ơi, nó non quá ha. 20 tuổi. Anh rất muốn nghe hai vợ chồng em hãy kể lại đi. Lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau là ở đâu? Và ai cua ai trước? Gặp nhau khi nào? À, tự thú nhận đi. Em với Tuyên gặp nhau là năm 2012. Là mẹ em làm phục trang cho sân khấu Nụ Cười Mới. Năm 2012, lúc đó là em 12 tuổi. Em 12 tuổi. Là Tuyên bằng là biết diễn viên. Giờ á. Tuyên là diễn viên ở đó. Xong rồi lần đầu tiên em gặp Tuyên là em thấy Tuyên đẹp trai lắm. Trời ơi. Bây giờ Tuyên vẫn đẹp mà. Không bớt đẹp rồi, hồi đó em thấy đẹp dữ lắm luôn. Em thấy đẹp cái em thích. Mà lúc đó em còn kêu bằng chú. Chú Tiên, chú Tiên. Chú Tiên, cứ đi theo chú Tiên xin mượn điện thoại chơi, cứ kiếm chuyện nói chuyện với chú hoài luôn. Chết rồi, giờ tôi phải coi em Bí Ngô nó hay đi theo nó ai. Mượn điện thoại ai không? Nó đi theo ai để nó mượn điện thoại với lại nó. Chết rồi, bây giờ tôi phải suy nghĩ nha. Mà lúc đó bé Hân nhỏ xíu à, chỉ là cái cảm giác mới lớn thích vậy thôi. Tiên lúc đó chắc nghĩ là giống như là con cháu nó mượn đúng điện thoại cho nó mượn vậy thôi. Con cháu thì chơi game. Em ra em diễn thì mượn điện thoại chơi game thì cho chơi game vậy thôi. Rồi sau này mới nghe kể lại thì mẹ của bé Hân thì không làm phục trang đó nữa, tạm ngưng. Thì tự nhiên về không được gặp và tự nhiên cảm thấy trong người buồn buồn. Bé Hân buồn hay là bé buồn? Hân buồn. Em chứ buồn. Em thì chắc chắn là lúc đó em chưa có gì rồi. Rồi bây giờ để Hân kể tiếp nè. Đó, buồn sao nè. Lúc đó em về nhà em cảm thấy sụp đổ. Xong rồi không được gặp thì em buồn vậy thôi. Rồi sao nè? Xong rồi mẹ em quay lại là vẫn thích lại chú. Lúc quay lại là lúc đó em lên thôi. Em không lên tuổi chưa? Em lên được 13 tuổi. Cũng đi theo làm sao chơi chú diễn thì đứng trong nhìn coi vậy đó. Tính đi khi nào thì em mới phát hiện là con bé cháu này nó khoái mình. Cái thời điểm mà bé Hân cứ đi theo tò tò theo em á, cũng tìm cớ để mà được đi chung xe với em. Không, tại vì nhà anh gần nhà em nữa, mẹ em chở đồ, phục trang thì nhiều đồ. Em ở trọ bên quận 8 á, bên cầu Thơ á, thì cũng tiện đường ở đó thì xe bên kia chở phục trang, còn xe đây em chở bé Hân thì em cũng không nghĩ gì hết. Sao thấy con bé này cũng kỳ kỳ ta. Tự nhiên có một vài anh em đồng nghiệp diễn chung sân khấu nói Tiên thấy kỳ lắm nha, có phải vậy không? Các em cũng không nghĩ á, tôi thấy con bé Hân kỳ lắm nha, nhưng nó thích ông hay sao á. Tôi nói cho ông nghe nha, nó còn nhỏ, nó còn đi học á, ông đừng có tầm bậy tầm bạ nha. Thì em cũng cho qua này nọ, nó bị khùng hả? Con bé nó còn nhỏ xíu mà anh trong sân khấu ai cũng thương bé Hân, nhất là mẹ con bé Hân hết. Rồi cái ngày này qua tháng nọ, cái bé Hân từ từ lớn lên, vẫn tiếp tục tò đi theo. Mà vẫn đứng trong cánh gà nhìn bằng một đôi mắt ngưỡng mộ. Em không đi hiểu. Đi theo 4 năm. Trời ơi. Cũng lâu mẹ con đi làm, đi bận thì con làm giùm mẹ con thì tối con nhờ chú chở về. Chú dễ về xong cái con kêu là chú mấy chú chở con đi một vòng đi, con có này con nói chú nghe nè. Cái chạy hết một vòng cái chú Tiên hỏi con nói gì? Không mấy chú chạy thêm một vòng nữa đi. Chạy hoài con không nói. Tim đập mạnh lắm đúng không? Xong cái trở về xong mấy ngày sau lại nhờ trở về nữa, cái con lại kêu làm như vậy nữa mà con vẫn không nói. Cứ cột miệng là con có chuyện này muốn nói cho chú nghe nè. Mới chở một vòng mà không nói. Rồi mình già rồi mình cũng hiểu cái con. Mình biết là cháu nó muốn nói gì đâu. Em thừa biết không? Là cái gì rồi. Thỉnh thoảng hồi xưa là hai chở đi ăn bánh lăng. Chở hai mẹ con cũng đi ăn luôn. Thì cái bé Hân cũng xin mẹ, mẹ về trước đi rồi chú Tiên chở con đi một vòng. Tự nhiên vô tình chở về thì chị cũng biết rồi. Một đứa cháu nó thích mình phía sau thì chắc chắn nó phải tìm cách gia chạm mình. Chắc chắn quá tâm lý, đúng rồi. Con bé ổ gà ổ ơ là một cái pặc là coi như hiểu rồi. Nhưng mà em có cảm giác hay không? Có, là từ cái lúc đó em nhớ là em chở qua cái cầu chữ Y. Là con bé tìm cách tiếp cận gia chạm mình. Hai tay nó bắt đầu luồn vô cái eo. Ý, hơi kỳ kỳ nha. Em chỉ dịnh thôi anh, đừng có kể quá. Trong bình thường để rồi lấy ra luôn, sao tự giờ để luôn. Cái giờ cái ngực á.
cười rồi đó. Ổ gà đó, ổ gà sốc là đụng một cái khanh, rất cái mặt và đụng một cái khanh. Đúng rồi. Chú thấy kỳ nghe. Chú cũng nhột nhạt. Bé này cũng lớn rồi ta. Bắt đầu thấy bắt đầu cũng lạ lạ, mình cũng có chút cảm giác. Đàn ông mà. Cái từ đó bắt đầu chuyện biến hơi tâm lý một tí. Đó, có nói cho chị Hương nghe không? Câu chuyện nói cho mẹ là hôm đó sinh nhật. Sinh nhật em. Mà anh Tuyên mới rủ là đi ăn, chở chị Hương với Hân đi ăn. Đi ăn thì anh Tuyên mới chạy, lúc ăn thì không nói đâu. Để chuẩn bị đi về, đang chạy trên xe vậy nè. À, chị Hương à, bây giờ em có chuyện muốn nói với chị. Em với bé Hân là thích nhau. Chị cho em với bé Hân quen nhau. Xong rồi mua nhẫn cho con. Rồi đó chị Hương sao? Giờ muốn biết chị Hương sao nè. Mẹ cũng cười hoài luôn. Chị Hương nghe chị Hương cười sằng sặc hả? Chị chạy vừa cười cửa. Vậy thôi tao đi về trước nha. Tao về trước nha. Mà chị... chiếc nhẫn mà cực lắm. Tự nhiên không, lúc đó không đưa. Tự nhiên đang chạy xe vừa chạy vừa móc nhẫn. Trời, em hề quá đi. Xem hề quá. Xong rồi mẹ mắc cỡ nữa. Về kể mẹ mắc cỡ quá. Cái mẹ chạy về trước. Chú đeo nhẫn cho con mình mà tự nhiên mình mắc cỡ. Mà nhưng mà chị một tay á. Lòn lòn đi tìm chiếc nhẫn ở đâu người ta. Mà nói nghe nè, cái cảm giác mà khi mà em được làm vợ cái người mà em thương nó sao? Cái lúc mà được làm vợ rồi thì quen quá. Em cảm thấy điều đó là điều hiển nhiên luôn. Ôi vậy hả? Là em lập mục tiêu là em phải lấy được anh này luôn á. Trời ơi. Bởi vì em mới nói em là người thụ động tất cả là trong kế hoạch hết. Nên là cái chuyện đó là em cảm thấy hiển nhiên em phải được như ngay vậy. Cả cái chuyện này là trong sâu xa trong tim mỏi của em. Hay là đứng trong cánh gà quan sát rồi này nọ là trong kế hoạch hết. Rồi bây giờ anh nói nè, trong sân khấu của mình toàn là mấy tay hay chọc ghẹo người ta vậy lắm. Rồi đến khi hai đứa yêu nhau và công khai cho sân khấu biết thì lúc đó mọi người phản ứng sao? Người trước khi công khai là hai đứa vẫn tiếp tục đi coi phim. Trong một lần đi coi phim nhớ hoài luôn. Em nhớ là Maximax ở 3 tháng 2, hai đứa coi phim xong làm phim là chạy trên đường để đi về á, thì lù lù đâu hai nhân vật rất là đáng sợ. Hứa Minh Đạt và Tân Chê. Rồi xong trời ơi, mà hai đứa vẫn tỉnh táo không biết chuyện gì. Sau này nghe kể lại á là Tân Chê mới phát hiện ý chiếc xe của anh Tuyên kìa, Hứa Đạt kêu chở lên ý chở nghệ nào bén quá luôn, chưa biết với Hân luôn. Rồi chạy lên gần tới cái rà sát bên đây là phát hiện với Hân rồi, biết tính Tân Chê rồi. Ý quá đột tiên. Gặp Hứa Minh Đạt nữa. Rồi lúc đó rồi. Sao? Rồi lúc đó em sao? Thì em cứng rồi. Em già, nói chung là già rồi. Em rất bình thản, em từ từ, em bình thường. Em nhớ với Hân lúc đó cái tay bên phải nè, bấu chặt em cứng ngắc rồi. Không nói nên lời, sợ luôn, sợ. Em quay mặt vô trong vậy nè. Anh chạy lễ đi, lễ lên, lễ lên. Mà ác một cái là con quỷ Tân Chê với là Hứa Minh Đạt. Biết em vậy còn là với em. Là đoạn đường Nguyễn Hữu Thiện luôn. Cái khu đó chút xíu à. Biết. Rồi sau đó là coi như là banh hết luôn đúng không? Banh hết. Rồi, là mọi chuyện đều biết hết rồi. Bởi vì cũng không cần phải công khai nữa. Rồi đến bao lâu thì bé Bảo Ngư xuất hiện? Khi mà em mua được cái nhà ở bên Nguyễn Hữu Thọ thì bé Hân có ngỏ lời là anh, thí dụ anh mua nhà ở bển đó là anh ở mình hả? Thì lúc đó là bé Hân là chị Hương là hai người vẫn đang ở trọ. Thì bé Hân nói là anh có ý định cho em qua ở chung với anh không vậy? Cũng trong kế hoạch luôn. Trong kế hoạch mà, trong kế hoạch mà. Nhưng mà mẹ ở chung với em á. Rồi sao? Dính luôn chứ sao vậy? Thì buộc vô thế rồi, không lẽ giờ mình tách hai mẹ con ra. Thì em nói thì chị Hương qua ở cũng ở bình thường, nhà thì có phòng. Khoảng thời gian đầu thấy cũng có người thì mình chưa quen cái cảm giác đó. Rồi tự nhiên sau này thấy đi làm về có người nhà đi tới luôn cũng đỡ. Rồi có người nấu cơm ăn giặt giũ này nọ thì cũng đỡ, bắt đầu thích nghi từ từ. Rồi xong rồi là thích nghi luôn. Cái chuyện mà có bé Bảo Ngư là hai đứa quyết định. Bé Hân cũng biết chuyện. Bé Hân nói anh giờ cũng lớn tuổi rồi, chờ em này nọ học xong đại học rồi này nọ, chắc chắn lúc đó là em phải qua hàng 4. Thì lâu lắm bé Hân mới hy sinh. Bé Hân nói thôi chắc tính đường có con đi. Em còn nhớ luôn, vừa giao thừa mùng 1 Tết năm đó. Một trận hoành tráng. Nhưng mà nè anh nói nè, đến khi em phát hiện được là em có có thai. Thì em có báo liền cho anh Tuyên hay không? Em báo liền chứ, em hoang mang lắm. Mà lúc đó không có Tuyên ở nhà. Anh đi diễn ở đâu? Anh đi Huế hả? Lúc đó là em, anh Hứa Minh Đạt, anh Hoàng Mèo với Tân Chê, bốn anh em là một nhóm hài đang đi diễn ngoài Huế á. Vừa mới xuống máy bay luôn, đang ngồi ở trên chiếc xe hơi của một đứa em, nó rước, nó từ trong Huế chạy ra rước về. Thì lúc đó bé Hân báo tin là có bầu. Em nhận tin. Em nhận tin. Em cứ nghĩ là giỡn. Em nói thôi đừng có giỡn, bậy bạ. Lúc đó
bé Hân mới khẳng định chắc chắn lại lần nữa là dính hai vạch rồi. Trời ơi, cảm giác sung sướng muốn nổ tung chiếc xe luôn á, nhưng mà phải kìm, phải tiết chế lại. Em là mang thai lúc mà mình còn rất là trẻ, thêm bạn Tiên cái giai đoạn là bạn Tiên rất là đi diễn rất là nhiều nơi và làm nhiều dự án như vậy, thì cái điều mà em lo sợ cái lúc đó là cái gì? Lúc có tuổi thân không? Dạ có, trước đó là con đã nhõm nhẽo lắm rồi. Em cứ buồn hoài, khóc. Ông này đi tỉnh một cái là em khóc, khóc tới khi nào mệt mỏi đi ngủ thì nghỉ khóc. Khóc miết, khóc ngày này qua ngày nọ. Đợt đó là anh đi Hàn Quốc, trước ngày đi khóc dài dài, trước một tuần lễ ông lên máy bay là khóc, khóc dài 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 dài. Tới cái ngày ông đi, ông ra tới sân bay, ông gọi về, ông giận thấy em khóc. Khóc xong qua tới Hàn Quốc gọi về vẫn còn đang khóc luôn. Em không hiểu tâm lý ở đâu. Nước chỉ có nói một cái là trời vậy trời. Là phải đụng tới là khóc. Mà khóc vậy thì lại ảnh hưởng đến em bé. Thì mình lại sợ. Em lại lo. Em lại đánh vô vấn đề tâm lý con. Em nói nè, vợ bình tĩnh. Bây giờ vợ càng khóc, ảnh hưởng sức khỏe rồi, ảnh hưởng con này nọ. Nhưng mà vẫn khóc. Mà nay cái mặt bà vui không? Trời ơi, mặt hề lắm. Phải nhớ cái điện thoại đó. Em lấy cái điện thoại ra, em cho cái tấm hình mà bà mới nhất nè. Trên cái Facebook á, trong studio. Cái mặt bé nói chung là nó nghiêm nghị lắm chị. Nhìn chịu nổi luôn. Dạ đây. Dễ thương quá vậy. Wow, trời ơi, dễ thương quá nè mọi người. Quá là dễ thương bé Hồng Ngư, trời ơi. Chị cứ kéo qua thôi. Ôi cưng quá ha. Rồi bây giờ lấy nhau xong rồi là được mấy năm rồi ta? Hai đứa làm coi như chính thức. Hai năm. Rồi bây giờ sao? Có lòi thói hư tật xấu gì của ông chú ra không? Bây giờ em sẽ kể một câu chuyện dài. Bình thường là đã kỹ tính rồi, kỹ lắm, kỹ kinh khủng kỹ. Từ ngày có con, ông còn bị bệnh kỹ tính gấp mấy ngàn lần nữa. Cái nhà, ông quét cũng lâu, ông lau cái nhà cũng lâu. Rồi ông lau cái bạn hỏi anh làm gì? Anh lau hỏi chị á? Bụi con nó hết vô viêm mũi. Bây giờ là con nó đi bài luôn. Dubai, đúng không? Trời ơi, ảnh làm cả một cái kênh, ảnh làm cả một cái kênh official cho con bé bạn yêu luôn. Hôm nay tôi phải lên tôi coi. Đó. Tôi coi bà dễ thương quá. Rồi còn gì nữa không? Nhiều kỹ tính vậy tốt. À, tiếp nữa nè. Xấu nào khác nữa nè? Dạ, nhậu. Nhậu. Nhậu đúng rồi, cái này xấu nè. Nhậu xỉn dữ lắm mà cứ anh không có xỉn, anh tỉnh, anh ổn mà à câu. Anh ổn mà là anh xỉn dữ lắm rồi đó. Anh ổn mà anh về được. Xấu. Nhưng mà nhậu xong rồi nhậu khuya về có tắm không? Hay là lên leo lên ngủ luôn? Tắm đêm cô ơi. Không được. Nguy nhậu hiểm. Nhậu cũng khởi tắm mà không nhậu cũng tắm. Không. Đi làm về cỡ nào 1 giờ cũng tắm, 12 giờ cũng tắm. Cỡ nào cũng tắm luôn. Không làm không? Dạ có. Không được nghe bỏ nha. Con cứ nói hoài à. Chị nói em nghe, chỉ có lau người thôi. Chị nói nghiêm túc luôn. Thế là cái đầu của em mà như anh đi quay biết rồi, đầu mình dính keo này nọ. Không anh được đi lại biết không nói nha. Không được. Cái đi lại cũng hạn chế, bớt lại. Sáng sớm tắm sớm lại tốt, cực tốt. Dạ. Rồi sao nè? Không nè? Kỳ lắm, đồ con đã mua một bộ rồi. Là con mua cái áo với cái quần là một cặp. Cứ tách ra mặc không à. Rồi sở thích mặc kỳ, thích mặc áo sọc với quần bông. Thôi kệ người ta đi, bây giờ cái đâu lúc mình phải phá cách chứ. Bây giờ tới bé Hân đó. Bé Hân có tật xấu gì không Tiên? Không có. Có chứ. Dạ, tật xấu của bé Hân là có thể là do cái tính em kỹ tính thiệt. Giống như là em thích mọi thứ nó gọn gàng. Thí dụ sáng ngủ dậy cũng xếp cái mền, xếp cái gối để nó gọn gàng vô một góc. Bé Hân thì lại hai bài ra. Nhiều lúc nói sao vợ bài tùm lum, nhìn cái nhà nó bày hay quá làm ăn không lên. Thỉnh thoảng bài này quăng cái. Cái em nói bị câu cửa miệng là em quên. Lúc trước em quên cái gì quên hoài vậy? Sau này dựa vô một lý do là em mới đẻ mà mổ chích quên. Coi như là hơi đến khi mình dọn mới hơi được. Hơi bừa bộn đi. Rồi. Được cái đó là thêm nữa. Hay giận mấy chuyện cái vu vơ, nhưng mà giận xong cái tự thấy mình có lỗi thì tự quên. Thôi vậy cái đó đáng yêu mà. Cái đó đáng yêu mà. Rồi sao con nè? Giận cho có thú vị vậy thôi. Thú vị gia đình cuộc nè, sống. Có ghen không? Có. Không. Không hả? Hơi nhỏ tuổi nhưng mà ghen tinh tế. Thí dụ đó, bây giờ cái ghen tinh tế nó như thế nào? Thỉnh thoảng thì chỉ là nhắc nhẹ, thí dụ như nói phong long một cái kiểu như tôi cũng nghi tôi biết vậy đó nha, chứ không phải là tôi không biết đâu nha, đó nói phong long rồi đó. Chắc có vậy. 20 tuổi mà ghen dễ thương quá vậy. Ghen tinh tế. Thỉnh thoảng cũng lâu lâu kiểm tra điện thoại nhẹ cái. Ai con không thích là con xóa hết, em chỉ lựa gái đẹp trẻ trẻ rồi thôi. Gái đẹp phải thiệt đẹp em mới xóa nha. Bé Hân muốn chú thay đổi gì nè? Đừng có tắm đêm nữa là được. Đừng có tắm đêm đúng không? Dạ.
Em nói hoài luôn á, em nói anh cứ anh tắm tựa dưới lên xong rồi anh rửa mặt trước, anh quen nước rồi anh mới tắm. Nhưng mà cái đó là anh tự nghĩ thôi chứ nó đâu có chính xác đâu. Dạ. Tới tiên đó, có mong muốn cháu thay đổi gì không? Thì cũng vẫn là cái tật xấu đó, bỏ cái câu của miệng em quên đi. À em quên đi. Nói chung là cố gắng là nói chung gọn gàng rồi tí xíu. Rồi. Từ từ nít nó từ từ nó tập à. Nó có con rồi tự động nó sẽ biết nó phải gọn gàng, nhưng mà tập đi. Cho bà bào ngư bà bắt trước. Yeah. Trời ơi thực sự nha. Bữa nay nghe chuyện mới thấy quá là thú vị luôn. Yeah. Cái cặp này dễ thương dễ sợ. Cảm ơn hai vợ chồng em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn chị Dân, cảm ơn anh Bin, cảm ơn chương trình Vợ Chồng Son rất nhiều.